Thái đó hả? Dạ. Bà Thái không dắt vợ đi theo. Đang quen rồi. Dạ, rồi đi ra bao đủ đi chứ. Nặng chân bạn. Bạn. Nói chuyện bao nhiêu hả? Bà cái xe mượn mẹ chạy. Biết là đi vậy. Hôm nào? Tùng lớn á. Thôi ngồi đây đi. Cháu nội cháu Dư. Dạ, cháu Dư. Mấy năm rồi? 3 năm cũng tới mà. Chị mà tôi thấy chị tôi mà tôi tưởng là chị ba, trời bữa nay chị ba đẹp dữ nha. Không có chỗ nào đó, không có chỗ. Thôi về chị vô. Biết chân mỗi năm cũng biết mà. Chị cũng biết. Vậy đi đi đám cưới về ngày có Giang nhé. Chúng cũng thấy mặt. Bữa nay có Giang nữa không? Có Giang luôn cho không? Mà đi để hai bộ phải á. Ừ. Đi đường nào chị đi xuống đường nào. Vậy bà. Không đi được không thấy không? Không, ở đỉnh đi xuống rồi còn bắt mình đi đường nào có Giang về tới nhà được rồi. Tới nhà luôn. Không. Chung luôn rồi có đi đâu nữa không? Không, đi đến chỗ rồi lẹ. Không phải. Có đi lên trên cái bè hơn nặng bà. Thì đó, ta đi đường chung luôn. Chung luôn rồi chạy lên về chứ. Trời ơi. Rồi nó có bầu lại nó tốt hơn. Đó với mình chứ nè, mấy thằng này lận đận á nè. Để cho mình lận. Bí mật, nói cho người ta biết nè. Không, bí mật, không nói. Đúng rồi các bạn. Hôm nay có đi học không? Thằng nghỉ hè hả? Nghỉ hè. Bà con này có tới không? Làm cái giò. Bà con đâu? Dạ, dạ. Đây là dưới chợ hả? Các bạn á, bụng quá trời, không có cái bụng gì đâu. Sáng nay ăn nặng dữ. Để cháu bị béo phì rồi. Cảm ơn người đó. Xui tay chịu sao?
Lâu rồi đấy, chụp hình đưa lên 21 rồi dữ hả? Ninh Bình. Ninh Bình hả? Nam Định Hải Phòng gì đó. Nam Định Hải Phòng gì đi tán lạc đó, đi bao điểm luôn. Ồ, dữ ha. Lên bác. Rồi, có hết rồi. Chú đây nãy giờ. Đâu không, tới đây rồi khổ cơm. Này, kỵ cơm mà. Nước dứt. Dạ, đúng rồi, dứt rồi. Gà ngoại dứt. Cái ly ra kìa, ly ra kìa. Có bả mà sao? Để không sao. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là theo đội không theo dứt kìa. Theo bộ thông mốt rồi, đi đâu rồi sao theo. Chú mà nội. Chú mà nội con. Đâu rồi, nó phải theo luôn đi. Chắc đi. Hỏi là cái vua là kêu đi hộ giá hả? Chân dài cướp cho nó cướp. Không á, nó thấy chân ảo, vua thấy chân dài là phóng xuống kiệu rồi. Thấy chắc đi, xuống tay kiệu. Đúng rồi, tay vô nè. Sao rồi? Em có nhà không mà nổi đấy đi. Đỡ không? Dạ. Nhà làm đỡ không? Quay ở ngoài cũng có. Tụi nó cứ đỡ không? cái này là ăn sáng hay là ăn trưa vậy? Sáng. À, sao ăn chảy vậy? Ủa, quán dép luôn hả? Chắc chứ. Đồ. Đúng cái mấy giờ? Con vợt. Con vợt. Qua ăn, tao ăn qua xong, tao qua đây tao uống trà. Uống hả? Chưa bà, chút nữa đi. Ăn cút mà. Chút em hả? Kìa, lấy miếng thịt đút em ăn coi. Đúng rồi, thịt đút em ăn. Đó em ăn đồ ăn kìa, đó. Đó, quay qua, cho anh nè. Của anh không tặng. Anh gì ba? Thằng này con Nguyên. Anh lại đây xuống chút chụp cho kìa. Đây chút chụp cho kìa. Nghe xuống chơi với Bi kìa. Chạy vòng vòng. Cái nào mà cũng lấy sao không mày ngồi với tao đi sư hỏng của mày thì mày ngồi trong lưng tao cái nào ngọc cạn đó nha hồi nãy mình đi thấy cũng ông lục trai rồi trai mẹ ai được đáp được sao đi đây đinh được có lên tây đinh con vô lẩu bò cũng quất tước rồi nó thảm rồi lên có nhậu nữa hả đấy nghe ai ngồi đây nè nhớ qua bển ngồi với mình tưởng gì Ngủ đâu ạ? Ngủ đâu?
Mưa cái mùi thôi. Này nếp là gì? Nếp. Mùi này mùi nếp phải có cái mùi mới ngon ha. Cái gì phải có cái mùi nó mới được chứ. Đâu à, để nay à, rót cho anh hai uống thử cái này đi rồi. Không mà không mấy đâu chứ gì vậy đó bụng. Mà mấy 100 cây số mà cũng nào cũng đi vô N2 mà bi mình quên đi N2 là Mỹ Phước Tây gì đó đi vô mình không có hỏi mình ra quốc đầu họ không à đủ mà nó chỉ nó đi vòng phải không, có cái đường nào nó cũng ra hết, nó đi tới cá bè ăn hủ á, cái đường mình đứng lên trải rồi chạy vô cũng ra luôn cả ừ cũng ra ví dụ thế mà đâu mà mình cũng quên địa điểm sinh nhật lần đầu tiên của ba nó bánh số 7 là cấp lên.